Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022 có các nội dung đáng chú ý như sau. Khánh thành cầu dân sinh kênh Bùi Dũng ở phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy và cầu kênh Xẻo Sành ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đảng ủy câu lạc bộ doanh nghiệp tư nhân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng và hoạt động của câu lạc bộ từ năm 2021 đến nay. Thành phố Cần Thơ có gần 108.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi đang theo học các lớp chồi, lớp lá, bậc mầm non và học sinh cấp tiểu học sẽ được tiêm ngừa vaccine phòng ngừa COVID-19. Dự án cung cấp nước an toàn cho người dân đồng bằng sông Cửu Long do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp hỗ trợ hơn 11.000 bình lọc nước với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng. Các hộ dân khó khăn chưa tiếp cận được nguồn nước uống sạch ở ba huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, sáng nay 24 tháng 4, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang đến dự lễ khánh thành cầu dân sinh kênh Bùi Dũng ở phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy và cầu kênh Xẻo Sành ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Cầu dân sinh kênh Bùi Dũng thuộc công trình giao thông cấp 4 với chiều dài 23m và chiều rộng 3,5m. Toàn bộ 3 nhịp dầm và mặt cầu đều bằng bê tông cốt thép. Tổng kinh phí xây dựng 450 triệu đồng. Cầu dân sinh kênh Xẻo Sành có chiều dài 25m và rộng 3,5m. Mặt cầu bê tông cốt thép, tổng kinh phí xây dựng là 365 triệu đồng. Trong đó, ông Nguyễn Phong Quang đã vận động mạnh thường quân tài trợ mỗi cầu 300 triệu đồng. Sau 45 ngày thi công, cầu dân sinh kênh Bùi Dũng và cầu Xẻo Sành hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con và học sinh, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt trước đây cầu Xẻo Sành dùng đất có khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, nơi các chiến sĩ cách mạng và nhân dân đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương đã xuống cấp, điều kiện đi lại khó khăn. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Dịp này ông Nguyễn Phong Quang cũng trao quà cho 25 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy và xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước tương, vân vân. Các đơn vị thi công phải chủ động bổ sung thêm nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dự án. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Diệt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn trong buổi kiểm tra tiến độ thi công các dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường trên địa bàn phường Châu Dân Liêm vừa qua. Dự án nâng cấp tuyến đường Quỳnh Thị Giang, Nguyễn Trãi và dự án nâng cấp tuyến đường Nguyễn Du, 3 tháng 2 và các tuyến nhánh trên địa bàn phường Châu Văn Liêm được triển khai với tổng mức đầu tư trên 22 tỷ đồng từ ngân sách do Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất làm chủ đầu tư. Các dự án trên thực hiện nâng cấp cải tạo mặt đường với bề rộng 7m, vỉa hè từ 1,35m đến 5,5m, thay mới hệ thống thoát nước sinh hoạt nhằm hạn chế tình trạng ngập nghẹt khi triều cường dâng cao. Hiện các công trình đang trong giai đoạn bơm cát, lắp đặt các cống thoát nước, phấn đấu hoàn thành trong cuối năm nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với các ngành liên quan, đơn vị tư vấn và đại diện các hộ dân để xác định giá đất tính bồi thường dự án đường vành đai phía Tây. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C có tổng chiều dài toàn tuyến gần 19,3 km. Qua địa bàn 5 quận huyện Ô Môn, Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền. Tổng mức đầu tư của dự án gần 3.838 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2026. Trên địa bàn quận Bình Thủy có 529 hộ dân thuộc hai phường Long Tuyền và Thới An Đông bị ảnh hưởng của dự án. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quận đã thành lập hội đồng đền bù cấp quận và phường, giao cho Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất thực hiện công tác đo đạc, cắm mốc và lập danh sách số hộ bị ảnh hưởng để thông báo tuyên truyền về chủ trương thực hiện dự án, vận động người dân chấp hành việc giao đất để phục vụ cho việc thi công. Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy thống nhất với giá bồi thường mà đơn vị tư vấn đưa ra, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận hoàn chỉnh hồ sơ để trình thành phố thẩm định và phê duyệt. Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận phối hợp cùng các ngành và địa phương sớm đo đạc, kiểm đếm, làm cơ sở cho việc thu hồi đất, chi trả bồi hoàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng và bố trí tái định cư theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn 1458 thống nhất về chủ trương cho triển khai thực hiện thiết kế bản giải thi công và dự toán từng gói thầu của dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng quy định và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt. Quý khán giả thân mến, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã liên tục chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công và khắc phục ngay những tồn tại hạn chế rút ra từ năm 2021. Tuy nhiên, kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm nay vẫn chưa tiến triển rõ nét. Giá trị giải ngân chỉ tăng so với cùng kỳ khoảng 50 tỷ đồng. Một trong số đó có các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài ODA do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ, gọi tắt là Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dù chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng nguồn đầu tư, nhưng tỷ lệ giải ngân chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn. Dự án cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều khởi công vào tháng 9 năm 2020. Nhưng đến nay, giá trị khối lượng thực hiện chỉ 13,9 tỷ đồng, tương đương 23,4% trên tổng số vốn được phân bổ. Dù vậy, nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng Tân An vẫn tạm ứng trước thêm 6 tỷ đồng. Kiểm tra tiến độ, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu có mặt bằng tới đâu thì thi công tới đó. Quận Ninh Kiều phải phối hợp với ngành chức năng xử lý dứt điểm việc di dời các trụ điện trung hạ thế và cao thế, xúc tiến bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thế nhưng nhà thầu chỉ cam kết hoàn thành nền hạ toàn tuyến, láng nhựa một bên tuyến đường trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tương tự như vậy là gói thầu 2.6 xây dựng đường nối giữa đường cách mạng tháng 8 với đường tỉnh 918, đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt đến cuối tuyến, do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng SJC thi công. Được khởi công vào tháng 9 năm 2018, nhưng đến nay, dự án chỉ mới giải ngân 160 tỷ đồng, đạt 57,3%. Thành phố đã cho gia hạn đến hết tháng 6 này phải hoàn thành, nhưng phía thi công vẫn vì lý do thiếu mặt bằng nên chậm tiến độ. Phía chủ đầu tư đánh giá chậm tiến độ là do việc quy động tài chính từ liên danh nhà thầu khá yếu, dẫn đến thiếu vật tư, thiếu thiết bị thi công nên ảnh hưởng đến kế hoạch tiến độ hoàn thành gói thầu. Trên tuyến vẫn còn vướng rất nhiều điểm mà các hộ dân chưa di rời, thì là việc đó nó ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái việc mà tập kết cái vật tư, vì chúng tôi đang khoan cọc xi măng đất ở đây nhưng mà vì vướng nên là chúng tôi lại phải chừa lại. Đối với mặt bằng thì toàn tuyến của trên địa bàn quận thì hiện nay chỉ còn là một hộ là người ta yêu cầu là giao cái nền tái định cư tại chỗ, thì phần này thì bên Ủy ban Nhân dân quận cũng đã là bàn giao toàn bộ nền sang cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất, chỉ còn thủ tục là mời người dân ra để nhận cái vị trí. Công trình đường nối giữa đường cách mạng tháng 8 với đường tỉnh 918, gói thầu 2.5 do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung thi công. Đến nay, công trình đã giải ngân 81 tỷ đồng, đạt 51,4% tổng số vốn đầu tư. Báo cáo với lãnh đạo thành phố, nguyên nhân chậm tiến độ là do cho đến giờ này mà chủ đầu tư chưa cung cấp bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Nhà thầu đưa ra kế hoạch sẽ hoàn thành đoạn 600m đầu tuyến và phạm vi nút giao Võ Văn Kiệt trước ngày 30 tháng 4 năm 2022, bao gồm xử lý ngập ùn ứ cục bộ tại vị trí tiếp giáp đường cách mạng tháng 8. Đến tận bây giờ thì nhà thầu đang khó khăn ở vấn đề là hồ sơ bản vẽ mà được duyệt đấy của chủ đầu tư thì chưa có, kèm theo đó là dự toán và phụ lục hợp đồng khối lượng được thanh toán thì nhà thầu cũng chưa nhận được. Từ ngày làm việc với ủy ban ấy thì tới giờ đã qua một tháng, nhà thầu đã tập kết thiết bị, máy móc và sẵn sàng thi công, nhưng do không đủ điều kiện để nhà thầu để thực hiện được thi công, cho nên tạm thời là nhà thầu đang phải dừng lại. Nhiều công trình sử dụng nguồn vốn nước ngoài chiếm một lượng lớn nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đều có tỷ lệ giải ngân khá thấp và thi công kéo dài trong nhiều năm, nên thành phố buộc phải cho gia hạn thời gian hoàn thành. Cho đến hết quý 1 năm nay, tổng giá trị giải ngân xây dựng cơ bản của toàn thành phố chỉ được 494 tỷ trong tổng số 6.623 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,46%. Ngoài nguyên nhân liên quan đến năng lực của chủ đầu tư, của đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, còn phải kể đến các yếu tố về giải phóng mặt bằng, bố trí nền tái định cư cho các hộ bị di dời, giải tỏa chưa đáp ứng được nhu cầu. Tiếp tục chương trình với các tin tức thời sự đáng chú ý.
Thưa quý vị, chiều nay ngày 24 tháng 4, Đảng ủy Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tư nhân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động của câu lạc bộ từ năm 2021 đến nay. Đảng bộ Câu lạc bộ Doanh nghiệp Tư nhân có 4 chi bộ, 55 đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy cử 6 quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cử 4 đảng viên dự bị đi bồi dưỡng lý luận chính trị, kết nạp được 4 đảng viên. Đảng ủy câu lạc bộ đã phối hợp và vận động chủ doanh nghiệp thực hiện được 2 dự án nông nghiệp. Đảng ủy câu lạc bộ đã phát triển được 19 hội viên, phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền hơn 1 tỷ đồng và vận động được 123 phần quà tặng hộ nghèo ăn Tết Nhâm Dần năm 2022. Năm 2022, Đảng ủy câu lạc bộ đề ra chỉ tiêu phấn đấu các doanh nghiệp trong câu lạc bộ doanh thu 1.100 tỷ đồng, có 20% sản phẩm đạt OCOP, 10% doanh nhân xuất sắc tiêu biểu, kết nạp 5 đảng viên và 15 hội viên mới. Dịp này, Đảng ủy câu lạc bộ đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt của phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 03 ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết, các cấp ủy Đảng huyện Cờ Đỏ tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với việc xây dựng trật tự kỷ cương đô thị mang lại nhiều kết quả tích cực. Xây dựng con người Cờ Đỏ phát triển toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về ý thức tôn trọng pháp luật, tự hào tôn vinh lịch sử văn hóa dân tộc. Sưu tầm biên soạn và ra mắt 6 quyển lịch sử truyền thống Đảng bộ địa phương và được Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử địa điểm thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, chi bộ đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Đến nay toàn huyện có 9 trên 9 xã đều được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Cờ Đỏ đạt chuẩn văn minh đô thị. Dịp này 19 tập thể được tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nghị quyết số 03 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020. Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh. Kiểm tra thực tế tại các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trinh, đoàn đánh giá công tác ban hành văn bản về cải cách hành chính được huyện và xã chú trọng thực hiện, ban hành đầy đủ chương trình kế hoạch theo quy định, thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ và thực hiện nụ cười công sở. Từ cuối năm 2021 đến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã cung cấp 170 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trên tổng số 264 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 64%, cấp xã cung cấp 49 dịch vụ trên tổng số 143 thủ tục hành chính, tỷ lệ 34%. Huyện đã hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt hồ sơ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 cho hệ thống mạng LAN tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy vừa đến thăm hỏi, động viên người lao động nhân tháng công nhân năm 2022 tại công ty cổ phần BGNT, phường Long Tuyền. Công ty cổ phần BGNT là đơn vị chuyên sản xuất các mặt hàng thực phẩm chay, hàng nông sản và thực phẩm như bún, hủ tiếu, mì, bánh lọt, dạng khô, đóng gói, xuất khẩu. Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch phấn đấu cung cấp ra thị trường các nước châu Mỹ, châu Á và châu Âu từ 300 đến 350 tấn hàng hóa mỗi tháng, với doanh thu cả năm dự kiến khoảng 110 tỷ đồng. Hiện công ty đang giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và quận đã thăm hỏi về việc làm đời sống của công nhân lao động, qua đó động viên công nhân lao động cố gắng sản xuất, luôn chú trọng công tác an toàn trong lao động, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với tập trung hoàn tất kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em 11 tuổi, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục chuẩn bị cho việc tiêm vaccine cho trẻ mầm non và cấp tiểu học. Việc truyền thông nâng cao nhận thức trong các bậc phụ huynh về công tác này để góp phần vào thắng lợi của chiến dịch phủ vaccine cho trẻ là khâu quan trọng. Trường tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy có trên 1.400 học sinh. Để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các em, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế lập danh sách, tổ chức sàng lọc, hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho đợt tiêm chủng lần này. Theo kế hoạch, có khoảng 85% học sinh sẽ được tiêm ngay khi được triển khai. Số còn lại là các em có bệnh nền, thường xuyên bị dị ứng khi tiêm hoặc bị mắc COVID-19 trong 3 tháng trở lại đây.
Nhà trường còn phối hợp với y tế là soạn những cái clip tuyên truyền về phòng chống dịch, cũng như cái clip tuyên truyền về hướng dẫn cha mẹ học sinh chuẩn bị cho con em trước khi tiêm, cũng như là chăm sóc học sinh sau khi tiêm. Hiện nay là cái việc lập danh sách của tất cả giáo viên thì đã chốt xong hết rồi. Thời điểm này, các điểm trường tiểu học và mầm non ở các địa phương của thành phố Cần Thơ đều đang trong tư thế sẵn sàng cho việc tiêm ngừa vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 10 tuổi. Tất cả những cái văn bản chỉ đạo của cấp trên thì nhà trường đều chuyển cho giáo viên để giáo viên gửi lên cái group Zalo hoặc là in ra cái bản tuyên truyền của lớp để cho phụ huynh có thể nắm. Ngoài ra thì phụ huynh, giáo viên cũng tuyên truyền miệng với phụ huynh, là trao đổi trực tiếp với phụ huynh để phụ huynh nắm được thời gian, địa điểm cũng như là những cái vấn đề liên quan đến việc tiêm ngừa COVID-19 của bé. Trường thực hiện các cái biện pháp như là tuyên truyền với phụ huynh qua các kênh website của trường hoặc là qua các group của các khối lớp, của các nhóm lớp, và sau đó thì thực hiện qua các cái buổi tuyên truyền đối với giáo viên để thông tin đến cha mẹ học sinh. Theo thống kê, toàn thành phố Cần Thơ hiện có gần 108.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi sẽ được tiêm ngừa vaccine phòng ngừa COVID-19, nhiều nhất là quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt. Để phụ huynh và học sinh thấy được lợi ích của việc tiêm ngừa, các trường đã triển khai việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời phối hợp với trạm y tế địa phương để ra soát lập danh sách và thực hiện việc sàng lọc từng trường hợp. Chúng tôi tổ chức cái tổ tư vấn tâm lý cho phụ huynh. Thì những cái nội dung tâm lý là chúng tôi làm giúp cho phụ huynh hiểu rõ hơn về cái lợi ích mà tiêm vaccine này, rồi giúp cho phụ huynh hiểu được là những cái biểu hiện là sau khi tiêm thì các con sẽ gặp vào những vấn đề gì. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có cái theo dõi đôn đốc và kiểm tra các cái cơ sở trường học cũng như là các cái điểm tiêm để làm sao là cố gắng là đảm bảo theo cái chỉ đạo của ban chỉ đạo thành phố, ủy ban dân thành phố là độ bao phủ trong độ tuổi tiêm vaccine của các em đảm bảo 100%. Điều đáng ghi nhận là sau 3 ngày thực hiện việc tiêm vaccine cho trẻ 11 tuổi, thành phố Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào phản ứng sau tiêm. Đây cũng là cơ sở để thành phố Cần Thơ tiếp tục tiêm ngừa cho trẻ em trong độ tuổi nhỏ hơn. Đối với con em là sức khỏe là an toàn là trên hết, em đồng ý cho nó bé nó tiêm, nếu được sớm thì nào thì tốt hơn nấy. Nếu được tiêm vaccine thì bé sẽ tăng cường cả hệ miễn dịch. Nếu như có bị nhiễm thì nó cũng sẽ có triệu chứng nhẹ hơn. Nên là em đã đăng ký cho bé tiêm ngừa. Ngay khi nghe thông báo về lịch tiêm chủng thì em đã ký xác nhận đồng ý cho con em tiêm ngừa vaccine phòng COVID ạ. Lứa tuổi này thì lứa tuổi đang phát triển và cái vấn đề nhận thức về sức khỏe thì cũng còn hạn chế. Do đó thì cũng rất là cần sự phối hợp của phụ huynh, nhà trường và nhất là cán bộ y tế trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức khám sàng lọc cũng như là chúng ta theo dõi sau khi tiêm. Thì có làm tốt những cái việc như thế thì nó sẽ đảm bảo được một cái chiến dịch tiêm nó được an toàn. Công tác chuẩn bị cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 10 được tiêm ngừa vaccine COVID-19 đã hoàn tất. Qua kết quả khảo sát, đã có 83% phụ huynh đồng tình cho con em mình tiêm vaccine. Số còn lại đang được ngành y tế sàng lọc để bố trí tiêm tại các cơ sở y tế của thành phố hoặc tiêm sau do các em đã bị COVID-19 trong vòng 3 tháng. Quý khán giả thân mến, trong những ngày cuối tháng 4 này, có hơn 11.000 bình lọc nước với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng từ dự án cung cấp nước an toàn cho người dân đồng bằng sông Cửu Long do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp hỗ trợ đã được trao tặng cho các hộ dân khó khăn chưa tiếp cận được nguồn nước uống sạch ở 3 huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Bà con rất phấn khởi vì từ nay sẽ được sử dụng nước an toàn hơn và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Hộ ông Ngô Nhật Minh, ấp Thới Hiệp, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thuộc diện khó khăn. Hơn 20 năm nay, gia đình chỉ sử dụng nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng, chỉ sử dụng được trong tắm rửa, giặt giũ. Còn nguồn nước uống hàng ngày, ông phải mua nước lọc bình 20 lít. Hộ ông Khúc Giang Tâm ở ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai cũng có hoàn cảnh tương tự. Hy vọng của ông là có nguồn nước sạch sử dụng, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Mới đây, gia đình ông Minh và ông Tâm đã được trao tặng bình lọc miễn phí. Rất vui mừng khi mà thành đoàn hỗ trợ cho cái bình lọc nước, thì xong rồi từ chú đỡ chi phí trong một thời gian, trong một tháng cũng được vài bình nước cũng vài chục ngàn. Thì thấy chú gia đình gặp khó khăn mà được thành đoàn hỗ trợ vậy là chú rất cảm ơn. Chương trình tặng cái máy lọc nước cho gia đình thì nói chung là gia đình cũng rất mừng, rất vui để
có nước sử dụng, đảm bảo cho sức khỏe, yên tâm sử dụng cái nguồn nước. Hy vọng rằng cái chương trình này có như là nhân rộng ra nhiều cái hộ khác để người ta sử dụng, thì cái này nói chung dân ta cũng rất là đồng tình như ủng hộ. Đây nằm trong dự án cung cấp nước an toàn cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ có 600.000 bình lọc nước được trao tặng cho bà con nông thôn 5 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại thành phố Cần Thơ, dự án được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thương mại Intraco, Công ty cổ phần xúc tiến và phát triển bền vững Shipco thực hiện. Trong đợt 1 từ ngày 18 đến 24 tháng 4 vừa qua, đã có 11.241 bình lọc nước, mỗi bình trị giá 1.500.000 đồng, trao tặng cho người dân ngoại thành Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh. Dự án cung cấp cái nước sạch cho các cái hộ dân mà chưa có điều kiện tiếp cận với cái nguồn nước sạch đó. Và đây cũng là cái công trình thanh niên để chào mừng cho cái đại hội đoàn các cấp sắp tới. Dự án ta chia ra hai cái giai đoạn, hiện tại là giai đoạn 1. Thì trong cái giai đoạn 1 thì nó có phát là 28.000 thiết bị. Thiết bị thì đánh giá rất là cao. Thứ nhất là về cái hiệu quả kinh tế đối với những người dân á, là họ đỡ phải cái chi phí là phải mua những cái thiết bị bình lọc nước mà có sẵn ở ngoài thị trường, tốn cái chi phí. Cái thứ hai là giảm cái thời gian khi mà họ đun sôi này kia theo cái của thông thường mỗi ngày họ sử dụng. Thì cái thiết bị này á, thì chúng ta cứ đưa cái sản phẩm nước cơ bản thì qua đó là sử dụng, lọc là sử dụng luôn. Thông qua cái việc sử dụng bình lọc nước như thế này, thì dự án cũng mong muốn là người dân sẽ nâng cao được cái chất lượng nước uống và đảm bảo được cái sức khỏe cho người dân. Và đồng thời thông qua cái việc sử dụng nước uống thì người dân không cần phải đun sôi nước uống nữa. Thì như vậy sẽ giảm được cái phát thải khí nhà kính. Chương trình phát miễn phí thiết bị lọc nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ đợt 2 năm 2022 sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 5 năm 2022 với số lượng dự kiến hơn 14.000 bình lọc nước trao tặng đến các hộ dân tại thành phố Cần Thơ. Việc làm này của tuổi trẻ thành phố không chỉ có ý nghĩa góp phần giúp người dân vùng sâu tiếp cận được nguồn nước uống sạch, nâng cao sức khỏe, mà còn góp sức cùng với các địa phương hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hai video clip cảnh bạo hành học sinh được xác định xảy ra tại trung học cơ sở Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Video thứ nhất diễn ra tại lớp 9A8 trong giờ tin học, thầy giáo trong lúc hỏi bài cũ đã tát một nam sinh hai cái. Video thứ hai ghi lại ở lớp 7A8, cô giáo dạy môn lịch sử lấy sách vở từ cặp của một học sinh dứt xuống đất khiến dư luận bức xúc và có nhiều ý kiến. Hầu hết bạn đọc phê phán hành vi của thầy và cô không đúng chuẩn mực của một nhà sư phạm. Dù các em có thế nào đi nữa thì mình là người thầy, người cô, có trách nhiệm ngoài trao truyền kiến thức còn dạy các em làm người. Chính các thầy cô làm như vậy thì làm cho giá trị giáo dục bị mất đi. Rất tiếc hành xử thiếu suy nghĩ. Nhiều bạn đọc khác nêu vấn đề, nếu người khác tát và dứt vở con của thầy cô thì thầy cô có bức xúc không? Dù bất cứ lý do gì thì hành động phản cảm của thầy cô đã đánh mất hình ảnh tốt đẹp của người giáo viên trong mắt mọi người, một con sâu làm rầu nồi canh. Nhiều bạn đọc cho rằng tát học sinh là rất không nên, còn việc cô giáo từ từ giơ từng quyển sách, quyển vở của học trò rồi trổ ra vứt xuống đất với một thái độ chậm rãi như vậy là hành động làm nhục học trò. Do vậy cần bình tĩnh xử lý tình huống, vừa có tính giáo dục vừa có tính răn đe học sinh. Có như thế các em mới sợ và học đàng hoàng hơn. Những việc làm trên không mang lại hiệu quả gì trong môi trường giáo dục. Cũng có nhiều bạn đọc chia sẻ cho rằng thầy cô cũng bị nhiều áp lực nên có hành xử thiếu thận trọng như vậy. Các phụ huynh ngồi ở nhà tự cho mình cái quyền trách móc, phê phán giáo viên nhưng không thấu hiểu và đồng cảm. Các phụ huynh có quan tâm con ở nhà hay không? Có hỏi cho sâu sát là con có làm bài, học bài hay không? Hay chỉ cắm đầu cắm cổ đi làm và phó mặc con cho giáo dục và xã hội? Nếu như vậy thì phải nói với các phụ huynh để Thượng Đế cũng phải nổi điên. Tuy nhiên, đa phần ý kiến chung quanh hai đoạn clip nói trên đều có chung mong muốn là ngành giáo dục Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung, có giải pháp chấn chỉnh kịp thời để không còn tái diễn những hành động không đáng có trong môi trường sư phạm như thế. Bảo tàng thành phố Cần Thơ thông tin về những điều cần biết khi đến tham quan đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ. Theo đó, đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần, buổi sáng từ 7:30 đến 11:00, buổi chiều từ 13:30 đến 17:00,
Riêng thứ hai, đền chính đóng cửa để cơ quan chuyên môn thực hiện công tác bảo quản tư liệu hiện vật. Khách đến tham quan viếng đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ cần đảm bảo trang phục kín đáo, lịch sự, dừng gửi xe đậu xe đúng nơi quy định, tuân theo nội quy và sự hướng dẫn của nhân viên đang làm nhiệm vụ tại đền thờ vua Hùng, không mang vũ khí, chất dễ cháy nổ, chất độc hại, đồ vật cồng kềnh và vật cấm khác vào đền thờ vua Hùng, không hút thuốc lá trong không gian thờ và khu vực trưng bày hiện vật tại đền thờ vua Hùng, giữ gìn trật tự và vệ sinh chung. Tin vui cho thể thao Việt Nam, vào trạng sáng nay ngày 24 tháng 4 giờ Hà Nội, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Lim đã đánh bại chú cờ Magnus Carlsen Na Uy tại vòng 2 giải cờ vua trực tuyến Oslo Esports Cup, nơi quy tụ những kỳ thủ hàng đầu thế giới. Kết quả chung cuộc, Lê Quang Lim giành chiến thắng 2.5-1.5 để có 3 điểm đầu tiên ở giải cờ vua trực tuyến Oslo Esports Cup. Đây là lần đầu tiên Lê Quang Lim đánh bại Magnus Carlsen sau 16 lần chạm trán. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.